Vừa rồi là điệu hát Cổ Kiêu Ba Ngấn, dân ca Bắc Bộ do nghệ sĩ ưu tú Trang Nhung thể hiện. Điệu hát với tính chất giai điệu duyên dáng thiết tha đã nói lên vẻ đẹp dịu dàng thuần khiết và mộc mạc của người phụ nữ Việt Nam xưa kia. Cùng xuôi về miền quan họ, chúng ta thưởng thức làn điệu Dệt Gấm do nghệ sĩ ưu tú Thanh Nhàn và Tốt Nữ trình bày. Vừa rồi là ca khúc Quá Khứ Của Em sáng tác và thể hiện Uyên Pím cùng Bệt Ben. Các sáng tác của Thái Đình là những tâm tư đầy bất ổn của một chàng trai khi không còn cô gái mình rất yêu thương bên cạnh. Thành phố không có. Khi tuyển dụng những lao động đã được các trường đại học đào tạo, doanh nghiệp vẫn phải mới có thể đáp ứng yêu cầu công việc. Theo đánh giá, chất lượng lao động của Thành phố Hồ Chí Minh có tăng lên. Trong số lao động được đào là gần 4,45 triệu người, trong tổng số gần 5,1 triệu lao động. Thành phố có hơn 370 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đào tạo các trình độ giáo dục nghề nghiệp với hơn 370.900 người đang em đêm, dây đàn buông lời chẳng còn cắt lên, nắng như hứng hờ, đường về chân thơ, thành phố thiếu bóng em. Lòng bâng khuâng về phút giây đầu tiên, phố xa vẫn thì thầm bên tai những khúc ca bình yên nhưng trắng với nỗi niềm. Đôi bàn tay lạnh nối tiếp chương trình là làn điệu ca ngợi vẻ đẹp nội tâm của người phụ nữ Huế thật dịu dàng và duyên dáng, điệu hát Lý Mười Thương, dân ca Bình Trị Thiên do nghệ sĩ ưu tú Hoàng Thanh trình bày. Thank you.
Sau đây mời quý vị cùng đến với tên Núi rừng và tâm tình của chàng trai dân tộc Sinh.